Chào cả nhà trở lại. Cái chết là sự chuyển đổi, có phải vậy không? Cuộc đời vốn là những vở diễn. Ví dụ, hết lớp 1 ta chuyển đến lớp 2. Lớp 1 chết đi, lớp 2 được sinh ra. Khi tuổi vị thành niên, đến lúc trưởng thành rồi lập nghiệp, lấy vợ, gả chồng, sanh con, diễn nốt những vở của cha mẹ kỳ vọng và cả những vở của xã hội đã đặt ra. Thoáng đó, đã vài mươi năm, những nhọc nhằn đau khổ vẫn còn hằng vết trong tâm trí. Đứa con thơ khi xưa, ngày nào ta lao nhọc tâm thân này chăm sóc cho nó. Từng miếng ăn, từng giấc ngủ, nay nó đã trưởng thành, không còn bên cạnh ta, không thăm hỏi ta, vì bận diễn vở cố gắng trở thành người thành đạt, trở thành người thành công, đúng với kỳ vọng khi xưa của ta đã hằng mong ước. Nhưng tiếc thay, chúng vẫn lây hoay với vai diễn phiền não mưu sinh trong cuộc đời. Đời người có phải là những vở diễn? Trên mạng xã hội, họ toàn là diễn viên. Cái ta thấy là những ảo ảnh hội tụ trong não của ta. Tất cả đều là giả tạm. Vì sao ta khóc, ta cười theo, phải chăng do ta mê? Đời người với biết bao vai diễn, vai con cái, vai cha mẹ cô chú, vai ông bà, bạn bè, người ân, kẻ oán. Mỗi một vai diễn, ta lao nhọc tâm thân này để diễn trọn vai. Đến khi bức màn sân khấu khép lại, quay về với thực tại, ta không còn là chính mình. Phải chăng do ta mê? Một hôm, bất chợt tỉnh giấc vì tiếng khóc người nằm bên cạnh. Họ đang ngủ, họ gặp mộng dữ, hoảng loạn la khóc. Ta tỉnh dậy, ta thấy ngay cảnh ấy, ta biết rằng họ đang mê. Cũng thế, khi ta giác sẽ nhớ lại những lúc ta mê lầm. Khi ta đau khổ vì một vai diễn đau khổ, người giác sẽ thấy ta là người đang mê lầm. Chính vì thế, cái chết là sự chuyển đổi của sàn diễn, chuyển từ vai diễn này, thân xác này sang một vai diễn khác, thân xác khác. Nhưng tiếc thay, nào có chọn được thân đẹp, trí sáng, tất thảy do nghiệp dẫn. Vậy, làm sao thoát khỏi vai diễn? Làm sao thoát khỏi cơn mê? Phật học là giáo học, là giáo dục nhân quả, giúp chúng sinh thoát khỏi mê lầm. Những bác lớn tuổi, thời gian không còn nhiều nữa, hành trang lại chưa chuẩn bị, tàn thức chứa quá nhiều hạt giống phiền não. Khi chết sẽ đi về đâu? Nếu các bác có đi chùa chiền ngày nay không còn như pháp. Có bao người đến chùa đảnh lễ vì hạnh của Phật, đến chùa để gặp sư thầy nghe pháp lành hay không? Thời gian không còn nhiều nữa, đến chùa đọc kinh niệm Phật, kết một ít duyên cho đời sau, khó có thể khai ngộ. Người trẻ hơn có thể dành thời gian mỗi ngày vài giờ nghe giảng kinh, nghe trong 5-10 năm may ra có thể được ít công phu. Chùa chiền ngày nay không còn như pháp, rất khó để gặp sư thầy hỏi đạo. Thùng cúng dường ghi chữ công đức cũng không như pháp. Bỏ tiền vào là phước đức, công đức phải tu mới có được. Chùa chiền ngày nay không còn như pháp, chư vị cũng nên đừng để tâm. Vì tất thảy là sự cộng nghiệp và sự chiêu cảm từ nhân quả quá khứ. Vì thế, đi chùa kết một ít duyên lành. Ngày nay chưa từng nghe nói ai đi chùa đã có thể giác ngộ. Chư vị có thể tham khảo về cuốn sách Bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nói về lịch sử học Phật. Những vị sơ học nên tham khảo. Hầu hết các pháp môn tu hành cần dứt nghiệp mới có thể vãng sanh về cõi lành. Pháp môn thành tâm niệm Phật lại khác. Có thể đới nghiệp vãng sanh, có thể mang theo nghiệp cũ. Khi nhất tâm niệm Phật, buông xuống vọng tưởng, bỏ đi vai diễn cũ,
quả chứng được là quả thanh tịnh. Niệm Phật là công phu, tâm thanh tịnh liền sinh trí huệ là đức. Được như vậy, chư vị đã chuyển sang một vai diễn mới, sang một sàn diễn mới, dù vẫn ở thân xác cũ. Niệm Phật là pháp môn thù thắng. Không cần 10 năm nghe giảng kinh và thực hành giáo pháp trong kinh, niệm Phật thành tâm sẽ vãng sanh. Tâm thanh tịnh là có niết bàn, vãng sanh là về cõi Phật, được làm Phật. Niết bàn là vắng mặt mọi sự phiền não, không còn sanh tử luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kẻ toàn cảm ơn chư vị đã xem, chúc chư vị tâm thân an lạc.